Một gia đình tìm được kho vàng cổ đại dưới đáy biển. Đây là một điều quá may mắn. Rất là fortunate, thưa quý vị, một gia đình chuyên săn kho báu người khảo cổ Hoa Kỳ vừa phát hiện một cái lượng vàng trị giá là, thưa quý vị, 300.000 Mỹ kim trong những cái xác tàu chìm ở ngoài khơi bờ biển của tiểu bang Florida. Được biết thì hai cái vợ chồng ông này là ông Rick và bà Lisa Smith cùng với những người con của họ là Hillary và Eric đã tìm thấy rất là nhiều dây chuyền vàng 300 năm tuổi và tìm được 5 đồng xu vàng trong cái tàn tích của một cái hạm đội tàu chiến Tây Ban Nha. Và được biết là những cái con tàu này thì đã bị chìm trong một cái cơn bão ở cái ngoài khơi Florida vào tháng 7 năm 1715, tức là thế kỷ thứ 18, thưa quý vị, khi mà nó đang trên đường từ Havana, Cuba sang Tây Ban Nha. Và một cái công ty trang sức có tên là 1715 Fleet Queens Jewels LLC thì đã mua lại những cái xác tàu đắm này năm 2010. Và đã sau đó thì họ đã bỏ mặc một thời gian, rồi cuối cùng thì là cho phép nhiều người, trong đó có cả gia đình Smith, tìm kiếm cái kho báu ở cái khu vực đó. Và gia đình Smith sinh sống ở Sanford, tiểu bang Florida, đã theo đuổi cái niềm đam mê của họ là săn lùng kho báu đã nhiều năm. Họ là một cái gia đình mà điều hành một công ty chuyên đi tìm kiếm những cái kho báu và các cái chiến lợi phẩm mà có tên gọi là booty salvage. Thì thưa quý vị, cái lượng vàng mới tìm được thì người ta cho biết là có cái giá trị lớn nhất trong những số vật cổ mà cái gia đình Smith đã tìm được trong những cái năm vừa qua. Eric Smith thì cho biết là anh đã từng tìm thấy một chiếc dĩa bạc trị giá khoảng 25.000 Mỹ kim và khi mà anh chỉ mới học năm thứ nhì trung học. Thưa quý vị, theo luật pháp Hoa Kỳ và theo luật pháp của tiểu bang Florida thì cái lượng vàng trên mà gia đình Smith tìm được sẽ được đặt dưới cái quyền giám sát của tòa tối cao Florida, chứ gia đình chưa có được mó tay ngay vô. Và tiểu bang Florida sẽ được phép giữ 20% số vàng để trưng bày trong bảo tàng. Số còn lại, tức là 80%, thì sẽ chia đều cho gia đình của Smith và công ty 1715 Fleet Queens Jewel LLC. Thưa quý vị, là quý vị thấy cái bản tin này thì rõ ràng là ở California hay ở nước Mỹ chúng ta thì kể cả khi mà quý vị trúng số thì quý vị cũng phải đóng tiền thuế, cũng phải mất một cái phần ba hay là một nửa số tiền trúng số đó cho chính phủ. Và chúng ta, mặc ví dụ quý vị trúng được 10 triệu thì quý vị cũng chỉ có thể mang về được phần nửa số đó thôi. Thì nhưng dù sao như vậy thì chúng ta cũng đã là quá hên rồi, và cái gia đình này họ cũng đi tìm cái tàn tích thế nào mà lại tìm được mấy trăm ngàn Mỹ kim như vậy. Thì chính quyền sẽ giữ là 20% và họ cũng vẫn mang về nhà được 80%. Thì đó cũng là một cái sự gọi là may mắn mà người Mỹ chúng ta vẫn nói là rất là fortunate.